Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay 16 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin mới về Hà Nội, Đinh Tiến Dũng lại đánh bồi Nguyễn Đức Chung. Cho đến bây giờ, Nguyễn Phú Trọng đã bắt được ba nhân vật cộng cán mà trước đây chưa ai làm được. Thứ nhất là ông Đinh La Thăng, thứ nhì là Nguyễn Đức Chung và thứ ba là Tất Thành Cang. Đinh La Thăng là ủy viên Bộ Chính trị thì không nói gì, còn Nguyễn Đức Chung và Tất Thành Cang là hai nhân vật lớn trong hàng ngũ ủy viên Trung ương Đảng. Trước đó, những người như Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn v.v. cũng là ủy viên Trung ương Đảng. Tuy nhiên, những người đó so với Nguyễn Đức Chung và Tất Thành Cang xem như không bằng. Vụ án Tất Thành Cang thì con đang chờ xem ông Nguyễn Phú Trọng sẽ khui tới đâu. Bắt Tất Thành Cang chỉ là mới bắt đầu. Nếu khui hết đường dây dính dáng tới ông Cang thì hàng loạt tên tuổi cộm cán sẽ sổ kháng. Vụ án Tất Thành Cang là chuyện dài nhiều tập sẽ tiếp tục tiếp diễn. Có thể sẽ còn nhiều nhân vật lớn hơn ông Cang sẽ bị tóm trong thời gian tới. Vụ Nhật Cường là khởi nguồn cho vụ án Nguyễn Đức Chung. Cho đến nay, Nguyễn Đức Chung đã một lần ra tòa và được xử kín. Tuy nhiên, ít nhất còn hai tội nữa cũng đang chờ ông Nguyễn Đức Chung. Như vậy, rất có khả năng ông Nguyễn Đức Chung sẽ ra tòa nhiều lần như ông Đinh La Thăng. Cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn đang chỉ đạo cho Tô Lâm tìm thêm sai phạm của Nguyễn Đức Chung để chồng thêm tội cho ông cựu chủ tịch thành phố Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung. Hôm nay cũng đồng loạt rất nhiều tờ báo nhà nước đưa tin nguyên chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội bị khai trừ khỏi Đảng. Đây như một phát súng lệnh nữa để Tô Lâm moi thêm tội chồng lên người ông Nguyễn Đức Chung. Được biết vào ngày 15 tháng 4, Thành ủy Hà Nội vừa quyết định khai trừ Đảng ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội và ba cán bộ từng công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư do sai phạm trong vụ án Nhật Cường. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cũng vừa thông báo nội dung kỳ họp thứ 9, trong đó xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Tứ, thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên chánh văn phòng Thành ủy, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ông Nguyễn Tiến Học, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, và bà Phạm Thị Kim Tiến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh số 1, và bà Phạm Thị Thu Hường, chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Và rõ ràng qua những thông tin thấy thì ông sếp khi ngã ngựa thì chánh văn phòng cũng bị vạ lầy. Thường thì quan chức nào cũng sai phạm, chỉ có ít hay nhiều mà thôi. Tuy nhiên, chuyện khởi tố không phụ thuộc vào người đó có sai phạm hoặc phạm tội ít hay nhiều, mà phụ thuộc vào thế lực từ bên trên nhắm vào ai để triệt hạ. Một con người đã từng làm đến chủ tịch thành phố như Nguyễn Đức Chung thì có lúc tại chức miệng hét ra lửa. Chính vì lẽ đó mà khó có thuộc hạ nào dám không làm theo ý của ông chủ tịch. Lúc đó, nếu thấy sai không làm thì sẽ bị loại ra khỏi nhóm lợi ích, còn vâng lệnh chủ tịch thì bây giờ phải trả giá. Những cá nhân đã được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội thi hành kỷ luật trong kỳ họp thứ 9 đang bị khởi tố tạm giam vì có liên quan đến vụ án hình sự vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu trong quy trình thực hiện gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào năm 2016-2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Thành ủy Hà Nội cũng vừa thống nhất quyết định khai trừ Đảng 4 cá nhân liên quan đến vụ án Nhật Cường. Đây là hình ảnh các thuộc hạ của ông Nguyễn Đức Chung cũng bị xử lý. Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy 4 đảng viên trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ quy định số 102 QĐ của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã biểu quyết thống nhất đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Văn Tứ, thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên chánh văn phòng Thành ủy, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp biểu quyết thống nhất đề nghị khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Văn Tứ. Ngoài ông Nguyễn Văn Tứ còn có ai bị kỷ luật nữa hay không? Đây là câu hỏi dư luận tiếp tục đặt ra. Ngoài ông Nguyễn Văn Tứ, Ban Thường vụ Thành ủy cũng xem xét
quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Tiến Học, đảng viên, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư của Hà Nội. Và tiếp theo, vào ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp biểu quyết thống nhất quyết định khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Tiến Học, đảng viên, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Đức Chung thời còn thân thiết. Quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với bà Phạm Thị Kim Tiến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở, và bà Phạm Thị Thu Hường, nguyên Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Đồng thời, giao cho Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 7 thành viên tổ chuyên gia xét thầu. Tại kỳ họp thứ 9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội còn xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên chi bộ tổ dân phố Giang Chính, phường Biên Giang, quận Hà Đông. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khiển trách, yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hà Đông nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục những hạn chế thiếu sót đã được chỉ ra. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội còn xem xét kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Long Biên. Điều dễ thấy là thời ông Hoàng Trung Hải và thời của ông Vương Đình Huệ, Đảng ủy thành phố Hà Nội chưa bao giờ có một cuộc họp khai trừ đảng lớn đến như vậy. Vì vậy, việc đưa ông Đinh Tiến Dũng về nắm Hà Nội cho thấy đây là nước cờ khá hay của ông Nguyễn Phú Trọng. Đã 5 năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã tự làm với sự trợ giúp của ông Tô Lâm. Đến tháng 10 năm 2020, ông Trọng được sự trợ giúp của ông Nguyễn Văn Nên, và bây giờ ông Trọng đang có trong tay Đinh Tiến Dũng rất cứng rắn. Đinh Tiến Dũng hay Nguyễn Phú Trọng ra tay là câu hỏi cũng được đặt ra. Từ khi bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là việc ông Nên ra tay đối với Tất Thành Cang, thì dường như sang nhiệm kỳ thứ 3, ông Nguyễn Phú Trọng đã thay đổi chiến dịch. Tức là ông Trọng không trực tiếp đánh mà cử tướng tin cậy đại diện ông tiến quân đến hạng ổ địch, và kết quả ông Nguyễn Văn Nên đã bắt được Tất Thành Cang, một người mà chính bản thân ông Nguyễn Phú Trọng phải mất đến 2 năm vẫn không thể làm được. Sắp tới là chiến dịch đánh Lê Thanh Hải thì không biết ông Nên có thành công hay không. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này thì ở một chừng mực nào đó, ông Nguyễn Văn Nên đã thành công hơn ông Nguyễn Thiện Nhân. Và việc ông Nguyễn Phú Trọng đưa ông Đinh Tiến Dũng về Hà Nội thay cho Vương Đình Huệ xem ra cũng là một bài đánh tương tự như ông đã dùng Nguyễn Văn Nên, với việc cho khai trừ khỏi đảng hàng loạt thuộc hạ của ông Nguyễn Đức Chung. Điều đó cho thấy ông Đinh Tiến Dũng đang gửi thông điệp đến ông Nguyễn Đức Chung và nhóm lợi ích của ông Chung rằng Đinh Tiến Dũng sẽ không nương tay với bất kỳ ai. Qua những vụ việc như vậy thì phải thừa nhận rằng ông Nguyễn Phú Trọng là kẻ đa mưu túc kế nhất hiện nay. Kế hoạch đốt lò của ông qua 5 năm cho thấy ông luôn biến đổi khó lường để đưa ra những kết quả tốt nhất. Đây là hình ảnh mới về Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng đã thẳng tay với ông Nguyễn Đức Chung. 4 năm từ năm 2016 cho đến năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Hoàng Trung Hải dường như lạc nhịp lẫn nhau. Ông Hoàng Trung Hải không tham gia đốt lò cùng ông Trọng, mà ông Hoàng Trung Hải lại rất im tiếng. Có lẽ ông đã ngửi thấy thái độ của ông Nguyễn Phú Trọng đối với một số cựu thuộc hạ của ông Nguyễn Tấn Dũng. Cũng có thể nói việc làm của ông Đinh Tiến Dũng là một dạng cánh tay nối dài của ông Nguyễn Phú Trọng. Đến hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng gần như đã nắm đảng ủy thành phố lớn nhất nước và nắm đảng ủy thủ đô. Sắp tới, rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thổi lửa bùng lên mạnh hơn nữa. Hứa hiệu sẽ có nhiều phim hay tiếp tục được tung ra cho bản dân thiên hạ bàn tán với những ca bắt bớ ngày một nhiều hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay 16 tháng 4 năm 2021 với bản tin mới về Hà Nội, Đinh Tiến Dũng lại đánh bồi Nguyễn Đức Chung. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.